Cáo phó nữ tu Maria Phan Thị Tịm, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Ta là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25, cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trân trọng kính báo. Nữ tu Maria Phan Thị Tịm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1988 tại Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ. Khấn lần đầu ngày 29 tháng 10 năm 2013. Khấn trọn đời ngày 17 tháng 10 năm 2019. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 15 phút Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, hưởng dương 33 tuổi. Thánh lễ an táng lúc 6 giờ thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 tại nhà nguyện Hội Dòng, phố Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. An táng tại vườn thánh giáo xứ Sơn Tây, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Vì lý do dịch bệnh, hội dòng chúng con không tiếp các đoàn viếng. Chúng con kính xin quý đức cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý cộng đoàn và quý thân nhân cầu nguyện cho linh hồn Maria, người chị em của chúng con, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. Kính báo, nữ tu Maria Mai Thị Hà, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.